Ô này các bạn ơi, hình như cái con sóc của mình nó đang có bầu ấy. Các bạn nhìn cái bụng nó có to này. Chít 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 chít. Để mình gọi nó lên để cho các bạn nhìn cái bụng nó với cái tí của nó này. Mến ơi, Mến, ra đây xem họ anh xem phải con sóc này nó có bầu không. Nhìn ra sao cái tí của nó to hơn bình thường đúng không? Ừ. Phải không? Ừ. Chắc lần này là bầu thật rồi. Lần này bầu thật rồi, các bạn nhìn cái bụng nó có to không này. Ê. Ê, cái bụng to hơn. To hơn rõ ràng đúng không? Ừ. Ngon đấy. Thế lúc nào chán lại nhảy vào đây mà tự bắt nhá. Đây là cái cây bèo các bạn, mình vừa ra ngoài thùng mình hái một ít cây bèo về để mà cho con dế của mình nó ăn. Đây là những con dế mà trước đó mình tự sinh sản gây giống ra các bạn này. Bây giờ nhìn các bạn nhìn được có nhiều không này? Nhiều lắm. Nó phải hàng trăm hàng nghìn con luôn. Rất là nhiều. Mình chào tất cả các bạn nhé. Đầu video hôm nay mình muốn báo với các bạn điều này. Đây các bạn này, hôm qua mình có bắt hai con cuốc riêng ra một cái chiếc tổ như này rồi này. Đây, các bạn có còn nhớ là cái con cuốc mà nó bay vào nhà mình cái tối hôm nọ không? Đấy, cái hôm đấy là mình có bắt nó vào ở để trong AV này để muốn ghép đôi với lại cái con cuốc ở trong AV của mình ấy. Thì thực sự là từ cái hôm bắt vào đấy đến nay ấy là cái con cuốc ở trong AV nó kêu rất nhiều, nó lôi rất nhiều con cuốc ở ngoài đồng về qua nhà mình nó kêu nữa. Thực sự là cảm giác rất là ồn. Tuy là mình có thả vào đây ấy, chúng nó có xây một cái chiếc tổ để làm tổ, thế nhưng mà không sinh sản được các bạn ạ. Bởi vì là nó bị nhiều con chim khác nó phá quá. Đây cái chiếc tổ nó đây các bạn này. Đây các bạn có nhìn thấy không? Đó, thì mình nghĩ thế này. Hôm nay mình quyết định là sẽ thả cả hai con nhé. Một cái con cuốc mà mình bắt được cái tối hôm đấy, với lại cái con cuốc mà cách đây hơn một năm ấy, mình có lên trên cái cửa hàng thịt, mình mua được một cái con cuốc mà người ta bán hàng thịt ấy, nó bị cụt mất một cái ngón chân ấy, nó cụt mất mấy ngón cơ, thì mình về mình nuôi dưỡng ấy. Và hôm nay thì nó đây này, cả hai con này ấy, mình quyết định là sẽ thả nó về tự nhiên, bởi vì ở trong này có hai con, một trống và một mái, mình thả nó về tự nhiên để cho nó kết đôi với nhau rồi sau khi đó là nó sẽ sinh sản nhé các bạn nhé. Các bạn yên tâm rằng là cái con cuốc mình mới bắt thì là nó ở ngoài tự nhiên rồi, nó có thể là sống bình thường. Và con cuốc mình nuôi hơn một năm ở trong AV rồi ấy, thì nó vẫn có thể sống bình thường. Các bạn đừng lo rằng là cái con cuốc mà nó mình nuôi, mình thả ngoài tự nhiên nó không sống được. Bởi vì mình nuôi chim mình biết rồi. Nếu như nó là cả hai con đều là trống cả ấy, thì mình thả một con mới thôi, còn con cũ để lại. Thế nhưng mà cả hai con nó đều là một trống một mái, nó là một đôi. Khi ghép vào với nhau chúng nó đã thành cặp, chúng nó đã xây tổ rồi thì mình nghĩ là ra tự nhiên là chúng nó sẽ đi đôi với nhau đấy. Thì nó sẽ sinh sản cho mình, cho tự nhiên nhiều cái con cuốc khác. Bây giờ mình sẽ thả nó đi. Thực sự là cái con cuốc mà mình nuôi hơn một năm ấy, mình cũng lưu luyến nó lắm ấy. Thế nhưng mà dù sao thì cái cuộc sống tự do nó sẽ tốt hơn. Từ trước giờ mình nuôi chim hay nuôi động vật ấy, thì toàn là mình mua ở cửa hàng thịt, với lại mọi người gửi mình thôi, chứ mình mua ít lắm, gần như là mình không có mua mấy đâu. Đây bây giờ mình thả ra các bạn nhé. Đấy một con ra rồi kìa. Bay rồi, không biết là cái con này là con cũ của mình hay là cái con mới. Còn cái con này nữa. Con này nó sợ, con nó rút vào đây này. Sáng mình vứt cho nó ít cá vào đây. Đây, đây, đây là cái con mới, con cái. Cái con của mình vừa thả đi, nó là con trống đấy. Rồi, thế là chúng nó đã đi rồi. Mình thả nó ngay nhà mình này. Tha hồ, và cái mùa này là cái mùa chim sinh sản đấy các bạn. Cái ăn nó rất là nhiều. Các bạn yên tâm rằng là nó vẫn sống tốt nhé. Cũng tiếc nhưng mà để chúng nó đi thì tốt hơn. Xong rồi, thế là mình cũng đã nhẹ nhõm được khá nhiều phần rồi đấy. Còn những con chim mình nuôi trong đồng kia thì mình cũng tính thả đi nhiều lần lắm rồi. Nhưng mà có con thì nó đi, có con thì nó ở lại.
Em chào chị ạ. Chị giao hàng cho em à? Cái đơn hàng không đồng đúng không chị? Đúng rồi. À vâng, vâng, em cảm ơn chị nhé. Em xin. Các bạn ạ, đây là cái thuốc mà mình mua để rõ mắt cho cún này. Đấy, cái hôm mà cún nó cũng bị đau mắt ấy, thì mình có mua cái thuốc này để về rõ cho cún. Thì người ta có quảng cáo với mình là cái mắt của cún nó rõ cái thuốc này vào là khỏi 100% đấy. Thì hôm đấy mình mừng lắm. Thực sự là rất là mừng ấy. Cứ tưởng là sau này cún sẽ được lành lặn mà chỉ còn mỗi cái hở hàm ếch thôi. Hôm nay là mùng 7 các bạn ạ. Hôm nay là ngày mùng 7 là đến cái lịch tiêm phòng cho cún như mũi thứ hai rồi ấy. Nếu như mà tiêm xong cái mũi thứ hai rồi thì mình cũng không cần phải quá lo lắng gì về cún nữa. Sau này nếu mà có bệnh tật gì thì tiêm phòng rồi cún cũng đỡ hơn đấy. Thế nhưng mà mọi những cái dự định rồi rất nhiều những cái mong chờ của cún ấy thì mình đều bị bỏ lại hết các bạn. Cún đi thực sự là một cái niềm tiếc thương của mình với lại gia đình rất nhiều. Những hình ảnh mà các bạn đang xem đây là những hình ảnh mà mình quay về cún ấy. Nó bị lỗi. Bây giờ là mình đã xóa đi rồi. Thế nhưng mà thực sự bây giờ ấy, đối với mình đây là những hình ảnh mà nó đáng quý nhất đấy các bạn ạ. Nào, trong nó đi, nó bật lại cho nào. Trong nó đi. Nào, thằng nào vào trong nó. Nào. Đừng chê em bé nhé, em hơi ương đấy. Nào, nào thằng nào chồng em nào. Nào. Toàn chép to à. Cảm ơn cái này không có to. Tiếp tục hôm nay cá lại chết nữa các bạn ạ. Nó cứ chết, nó cứ nổi dần, toàn cá to thôi. Qua được. Ông vào nước ông ơi. Cún im. Cháu, cháu cô. Cô ơi, cô còn nhiều giỏ tôm không? Cô để cháu ít ạ. Nhiều. Đây. À, cô để cho cháu lấy 50 cái giỏ. 50 cái giỏ xe cháu có chở hết không cô nhỉ? Một cái ôm này là bao nhiêu cái hả cô? 50 cái tròn à? Tròn mà. Là 9.000 một cái hả cô? 9.000 một cái à? Ai da. 50 chiếc giỏ tổng là 450.000. Đây là cái giỏ để đánh tôm đánh cua các bạn ạ. Thì sáng nay ấy, mình có ra ngoài thùng mình hái một ít bèo về cho cái con dế. Thì mình thấy cái khu vực đó là rất nhiều khả năng cao là có cua và tôm. Cho nên là mình nhanh chóng là đi mua 50 chiếc giỏ này về đánh thử xem có không. Có thì mình chỉ cần đánh được khoảng độ xem nào. 450.000 mình đánh được tầm khoảng 2 cân rưỡi đến 3 cân cua là mình hòa vốn cái chỗ giỏ này rồi. Bây giờ là từ từ ăn, để mình đẩy cái xe này vào trong này đã. Sau tẹo lỡ xong mình mang chiếc giỏ này ra mình buộc dây này, xong khi đó là làm một số những cái nút để sau đi đánh. Đấy, họ để đây đã ăn. 450.000, 3 cân cua là hòa vốn rồi. Diu. Diu. Diu đây. Diu. Diu đây. Diu. Có gọi sáo đâu mà hả? Diu. Ê, làm gì trên đây con? Làm gì đây? Ở trên đây không sợ lắng à? Không sợ lắng à? Sáo ơi, ra đây con này. Ra đây. Ôi giời, lại đánh nhau đấy, lại đánh nhau đấy. Ê, hay rồi cái thằng này. Đừng tưởng nó lanh nó bắt nạt nó à? Diu nhỉ. Con ra con đả lại nó cho ba. Đi, ra đả lại nó cho trận. À, sáo đợt này ương phết nhỉ.
Sao con bắt nạt em? Con cậy con về nhà trước con bắt nạt em à? Hay nhỉ. Sáo của mình đoạn này đổi lông nhìn mượt hơn đấy, nhưng mà lông đuôi vẫn chưa có. Diêu ơi, đâu rồi Diêu? Đâu rồi Diêu? Kia đã chưa đỉnh chưa Diêu? Xuống không ăn dế không? Đi rồi ạ. Đi xuống đây ba cho dế nhá. Đi không? Ô lại nhìn thấy con sáo mày ương nấm cái sáo ạ. Diêu ơi, Diêu dế này, Diêu ơi này, cho dế này con. Diêu đấy, đấy 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 đấy, ngon chưa, ngon chưa? Sợ gì thằng sáo đúng không? Thằng sáo đến mổ cho nó phát chị bướng à. Đây sáo đây này, xuống đây chơi với nó, nằm quen dần dần đi, không được đánh nhau, anh em cùng một nhà cả, nghe chưa, nghe chưa con? Hé, không được đánh nhau nhá. Dao hay nữa, mặt nết lắm cả hai thằng. Còn về cái phần ao cá của mình các bạn ạ, thì hôm nay nó vẫn chết khá nhiều ấy. Và mình quyết định là hút gần hết cái số nước ở ao đi để mà cho nước mới vào. Dù là nó có bị thiếu oxy hay là nó bị nhiễm một cái chất độc gì đó, thì cái vấn đề thay nước nó vẫn là một cái giải pháp mà nó tốt nhất vào lúc này. Kìa, kìa con cá chết thì các bạn. Đấy, lúc nãy là mình đã vớt đi coi như là cả một nói chung là cả một cái lèn sân giếng nhà mình cá đầy luôn đấy các bạn. Đây, một số bạn bảo là hay là do ở khu vực nhà anh là người ta phun thuốc sâu ấy, thì nước thuốc sâu nó chảy vào ao. Không phải đâu các bạn ạ. Lúa khi mà đã chín vàng như thế này rồi ấy, thì người dân là hoàn toàn không ai phun thuốc nữa. Bởi vì phun thuốc vào cái tầm giờ là sau gặt lúa là ăn là sau nó bị độc ấy. Cho nên là không ai phun thuốc vào cái tầm này nữa đâu. Đây mình đã hút rồi, cái tầm này chắc là thôi. Thôi bố nhỉ, tầm này thôi rút cái máy đi để bơm nước mới vào chứ cũng không nên hút kiệt quá. Ngày trước mình có máy ao ấy để mà kiểm tra thì gần như là hết sạch nước rồi, đọc bùn không mà cá cũng không bị sặc nước chết con nào. Ấy thế mà đợt này nó lại bị chết. Nhưng mà thôi, chuyện đã xảy ra rồi các bạn ạ. Mình cố gắng khắc phục và giải quyết thôi. Hy vọng là những cái tương lai nó sáng lạng hơn, nó sẽ tiếp tục đến với lại mình và để cho các bạn đỡ bị căng thẳng hơn khi xem video của mình. Đấy. Kìa. Đấy. Chạy ra này. Ây da, lặng mùi quá. Cái cá ở ao mình nó chết rất là nhiều các bạn ạ. Mình sẽ tận dụng những cái con cá này để mà làm mồi đi bẫy cua với lại bẫy tôm các bạn nhé. Đây là một cái con cá chấm này. Đói, cái con cá này sáng nay nó mới nổi thì cái bụng của nó đã bị cá chê nó ăn mất ít rồi. Bây giờ mình sẽ băm nhỏ con cá này ra rồi đút vào trong cái này. Đói, xong đó là mình sẽ mang ra ngoài đồng để mà đánh tôm, à đánh cua. Các bạn có nhìn thấy những cái miếng mồi mà mình vứt ở trong cái chiếc giỏ này không này? Đây là những cái miếng cá mình vừa thả vào đấy. Nó có cái mùi cá ươn nên ra là khó ngửi quá. Rồi bâu nhặng mẫu ghê thật đấy. Thế nhưng chính cá ươn này thì con cua nó lại thích. Bởi vì là cái mùi cá ươn này nó dụ con cua đến rất nhiều. Cho nên là mình cứ sử dụng những con cá mà nó ở ao nhà mình nó bị chết ấy, băm ra cho vào đây. Mình đang ấn nó xuống cho nó sâu sâu một tí để con cua nó chui hẳn vào trong ấy. Nếu mà nó ăn nó chui hẳn vào trong nó sẽ không ra được. Đấy. Lặng phết nhỉ, cho thêm tí mồi vào đây mà lặng phết. Đây mình sẽ mang cái chỗ lúc sáng mà mình lấy bèo cho con dế. Cái ruộng này cũng đẹp này các bạn này. Cái ruộng của nhà anh Tuấn ở gần ngay nhà mình này. Được rồi, mình sẽ để tập trung ở chỗ này. Sau bắt đầu là mình sẽ phân phát ra khắp nơi. Những cái dây nào mà mình buộc vào giọ ấy thì là mình sẽ đặt ở những chỗ sâu các bạn ạ. Đây này, cái dây này, này là mình dùng để thả những cái giọ xuống sâu. Thì mình vắt cái dây lên bờ, sau đó là mình lấy cho nó khỏi bị sót. Nhưng mà nhớ rồi, tổng là có 50 cái. Sáng mai mà lấy mà không đủ 50 cá thì phải tìm bằng được. Còn nếu không tìm được thì mất rồi. Dọ mới này thì đánh nó cũng sẽ không được nhiều. Thế nhưng mà nếu mà có là vẫn ổn đấy. Kiểu dọ mới nó có một cái mùi gì đó nó đặc trưng đấy các bạn. Đây, cái này mình sẽ thả đây.
đây một chiếc này. Đấy. Ôi dọ mới nó chửa chìm nhá. Dọ mới nó không chìm. Ôi thôi chết rồi. Đây những cái này là mình sẽ đặt cả ngay cái rìa này này. Đấy, rất đơn giản thôi. Có cua cái nào nó tự vào luôn. Mình đánh tầm giờ là hơi sớm ấy, đánh tầm giờ mà để mai nhấc là hơi sớm đấy. Nhiều khi con cua nó vào trước là mai nó bị chết. Cứ cách nhau tầm nó khoảng 5-6 mét là mình lại để thêm một cái. Đấy, cứ để lại sau dọ mới này kiểu nó chưa chìm ấy. Sau nó ngấm nước thì sau nó mới chìm. Mình mới thả được tầm nó khoảng 20 cái thôi. Đây vẫn còn tầm khoảng 30 cái nữa. Ai tính ra nhiều phết đấy. Thả độc cái ruộng này thôi. Mai đi nhấc cho dễ. Còn ruộng này nếu không có mai mình lại chuyển sang chỗ khác. Ôi dồi chết rồi. Thôi rồi. Ôi giời ơi. Thôi cũng được. Cầm từ cái đi một. Lát hết luôn nhà mình rồi. Cứ tưởng không nâu cơ mà lại nâu không tưởng. Hai bố con túc mục thả là vào lửa tiếng đồng hồ thì mới xong được 50 cái giọ đấy. Thì bây giờ mình đang đứng ở trên góc tường nhà mình chỉ các bạn nhé. Đây cái số lượng giọ là mình thả trong vòng quanh cái khu ruộng này nhà mình này. Ở gần đây có một chiếc giọ chắc các bạn cũng nhìn thấy nó mờ mờ đúng không? Đấy, ở giữa tay mình chỉ này. Đấy. Rồi còn ở vế đằng kia nữa. Đây này, ở vế đằng dọc cái bờ máng kìa, dọc cái bờ máng ra tít đằng chỗ ao của nhà cậu Sơn ở đằng kia. Đấy cái dọc cái bờ đấy là mình thả tầm 20 cái. Còn thì ở trong khu vực này là mình thả tầm 30 cái này. Đấy, hồi hộp phết đấy. Bởi vì là lâu lắm rồi chưa có ai đánh cua ở đây. Cho nên là cái hy vọng mà ở đây nó có nhiều cua là mình rất chi là thích. Chỉ cần mỗi một cái giọ là có một con thôi các bạn ạ. Thì 50 cái giọ là đi 50 con. 50 con thì mình cứ tính bỏ rẻ là được 4 nạng rồi đúng không? 4 nạng mà với cái giá là 150.000 của một cân. Thì rơi vào tầm nó khoảng 65.000 rồi. Rồi để mai, mai mình nhấc xem biết được nhiều hay không. Cái máy bé bé này mà hút nước lâu phết nhỉ. Cái ao vậy là mình đã thay gần như là hoàn toàn hết cái nước cũ đi rồi các bạn ạ. Chỉ để lại khoảng độ một chút ở đáy thôi. Bây giờ mình đang bơm cái nước mới vào này. Về vấn đề cái ao cá của mình nó chết ấy, thì cũng rất nhiều các bạn bảo là Quế thử xem nguồn nước nhà mình có bị ai hạ độc hay không. Thế nhưng mà không phải đâu các bạn ạ. Nói chung là đây là cũng là do mình hoặc là do thời tiết thôi. Do mình thứ nhất là mình không tạo cho nó một cái sục oxy, cá nó bị ngạt thở. Hoặc là do thời tiết gần đây nó nóng quá ấy, thì làm cho cá nó bị thiếu oxy đấy. Thì là nó mới chết hàng loạt như vậy thôi. Hôm nay nó cũng chết rất nhiều đấy, nhưng mà đến hiện tại bây giờ là mình thay nước mới và là nó không chết nữa. Cho nên là các bạn yên tâm nhé. Mọi người đến nhà mình chơi ấy, thì cũng là vì yêu quý mình thì người ta mới đến, chứ không ai làm hại mình cả. Và đặc biệt là bà con hàng xóm láng giềng, nhà mình sống từ xưa đến giờ thì chưa ai chê trách gia đình mình một cái gì cả. Cho nên là các bạn đừng nghĩ về vấn đề là mình bị ai hại hay là gì đó, để cho khỏi mất lòng những người này người kia. Thực sự là mình chưa bao giờ mình dám nghĩ đến cái vấn đề mà mình bị ai hại cả. Mình chỉ nghĩ đơn giản rằng là cái cuộc sống của mình nó đang ở trong cái giai đoạn gặp khó khăn thế thôi. Kể cả hôm nay mình thả con cuốc đi, một số bạn bảo là chim sa cá nhảy, nhưng mà mình cũng không nghĩ vậy đâu. Hôm nay mình thả con chim cuốc đi cũng chỉ đơn giản rằng là nó kêu ồn thực sự luôn. Từ hôm từ lúc sáng mà thả đi là ngày hôm nay không có một con cuốc nào kêu ở nhà nữa các bạn ạ. Yên tĩnh hơn khối đấy. Đó, mong các bạn hiểu nhá. Chúng ta không nên nghĩ quá xa. Chít 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 chít. Ô này các bạn ơi, hình như cái con sóc của mình nó đang có bầu ấy. Các bạn nhìn cái bụng nó có to này. Chít 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 chít. Để mình gọi nó lên để cho các bạn nhìn cái bụng của nó với cái tí của nó này. Cái tí của nó to hơn bình thường và nó đây để mình nhìn, để góc quay này các bạn nhìn nó dễ nhá. Tí của nó to hơn bình thường với cái bụng của nó. Chít 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 chít. Đây. Đấy đấy các bạn nhìn này. Có phải là nó có bầu không? Ê, cái tí của nó to hơn thường ngày nhá. Đây. Mến này. Mến, ra đây xem hộ anh xem phải con sóc này nó có bầu không? Đây. Đây là cái con sóc đực này. Đây nhìn cái bụng này có phải bụng có bầu không?
Nhìn ra sao cái ti của nó to hơn bình thường đúng không? Ừ. Phải không? Ừ. Chắc là này là bầu thật rồi. Lần này bầu thật rồi. Các bạn nhìn cái bụng nó to không này? Ê. Đây cái bụng to hơn. To hơn rõ ràng đúng không? Ừ. Ngon đấy. Ngon rồi, ngon rồi. À thế em, bây giờ bố vừa đi cha dọ về, thế nhưng mà gió chưa có. Lúc nãy lúc nãy là mình gạ Ngọc Mai bảo là con ơi, con ra hộ bố làm mấy cái dọ cho chóng xong rồi sau bố đi thả dọ về, bố đi thả diều mấy con. Thế nhưng mà ở đây mình về nhà rồi, gió thì không có, giờ làm nào con? Không có gió, nó phải tận tận chiều tối nó mới có gió cơ. Hay là cho nếu mà đêm mà có gió bố con mình đi thả diều đêm nhé. Ôi trời ơi. Sao? Cảm ơn. Thế này con cứ cất tạm đi, sau lúc nào có gió con ới bố phát là bố đi luôn nhá. Vâng. Hoài tráng không? Thế là bố nhận lời nhá. Không thân hứa nhá. Chỉ tại là ông trời ông không cho gió thôi. Rồi. À, mến hôm nay cũng vui hơn đấy các bạn ạ. Mến từ hôm mà cún mất là cũng khóc nhiều, hắn ốm hay sao ấy. Bây giờ mình lên nhà mình ghép video gửi cho các bạn nhé. Thì gặp lại các bạn trong video ngày mai.